chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trần Dịch Tấn. Trần Dịch Tấn sinh vào ngày 27 tháng 7 năm 1974 là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông, được mệnh danh là ca thần thế hệ mới sau Hứa Quán Kiệt và Trương Ngọc Hữu. Ông là ông hoàng nhạc karaoke của làng nhạc Hoa ngữ. Sinh trưởng trong một gia đình có cha là một công chức cấp cao, Trần Dịch Tấn đã được gửi sang Anh Quốc du học vào năm 12 tuổi. Anh đã học chuyên ngành kiến trúc tại trường đại học Kingston và trở về Hồng Kông trước khi tham dự cuộc thi New Talent Singing Award vào năm 1995 và đã giành được vị trí quán quân. Ngay lập tức thì Capital Artists đã ký hợp đồng với anh và chấm dứt sự nghiệp của một kiến trúc, xong lại mở ra cho anh một con đường mới, con đường âm nhạc. Trần Dịch Tấn là người quen của các giải thưởng âm nhạc ở châu Á. Anh chính là người thứ hai, không phải là người Đài Loan sau Trương Ngọc Hữu giành chiến thắng tại giải thưởng Golden Melody Award, giải kim khúc của Hoa ngữ, và hiện cũng là người nắm kỷ lục giành được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, nhiều nhất của giải này với 3 lần đoạt giải. Tương tự thì anh cũng giữ kỷ lục nam ca sĩ đoạt được nhiều giải nhất ở những giải thưởng âm nhạc tại Hồng Kông như giải thưởng You've Made Song Chat Award với 10 lần đoạt giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, 9 lần đoạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất, 9 lần đoạt giải album của năm, 7 lần đoạt giải ca khúc của năm và 5 lần đoạt giải ca khúc được yêu thích nhất, kỷ lục 18 lần đoạt giải nam ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất, Top 10 China Gold Song Award Concert. Album Quảng Đông U87 của anh đã được đề cử là một trong 5 album châu Á đáng mua nhất. Năm 2005, tạp chí Time đã bình chọn. Năm 2007 và 2008, anh đã nhận giải nam ca sĩ được yêu thích nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Từ năm 2003 cho đến nay thì anh luôn giữ vị trí nam ca sĩ Hồng Kông có số lượng album Quảng Đông bán chạy nhất tại Hồng Kông mỗi lần ra album tiếng Quảng. DVD concert Guest Alive của là album đắt khách nhất năm 2006. Trần Dịch Tấn cũng là ca sĩ Hồng Kông đầu tiên có mặt trong top 10 nghệ sĩ của năm 2013 của KKBLX. Từ năm 2010 đến nay thì anh luôn nằm trong top 15 danh sách 100 nhân vật quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ do Forbes bình chọn. Ngoài ra thì những giải thưởng như MIS Auto Music Award của Malaysia, Golden Melody Award của Singapore, MTV Rapan của Nhật Bản hay giải Mama của Hàn Quốc thì cũng đều có những giải thưởng của Trần Dịch Tấn. Năm 2010 thì anh đã trở thành người duy nhất vào nghề sau năm 1990 góp mặt trong danh sách giải ca khúc kinh điển tiếng Hoa, âm nhạc người Hoa chọn lọc 30 năm. Anh cũng từng được Time nhắc tới là một trong những nghệ sĩ có khúc kinh điển tiếng Hoa có ảnh hưởng đến phong cách của Hồng Kông và là nam ca sĩ Hồng Kông thành công nhất sau năm 2000. Năm 2009 thì Trần Dịch Tấn đã biểu diễn tại Pass Music 2009 ở Tokyo và anh trình diễn 7 bài hát bao gồm cả bài tiếng Nhật. Nghệ sĩ Ikuro Fukawa đã bày tỏ mình bị sân khấu của anh cuốn hút và mong được hợp tác ở trong tương lai. Năm 2001, Trần Dịch Tấn đã cho ra album tiếng Quảng Đông Stranger Under My Skin vào ngày 22 tháng 2. Tháng 11 thì anh ra mắt album tiếng phổ thông, trong đó có bài Baby Song là hát trên nhạc đệm piano do con gái 7 tuổi của mình đàn. Cuối năm 2011 thì anh đã thành lập công ty sản xuất âm nhạc của riêng mình AIS Music. Năm 2013, Trần Dịch Tấn đã tham gia X Factor bản Trung Quốc với cương vị huấn luyện viên. Tuy hình tượng khá nghịch ngợm và không quá nghiêm túc, nhưng anh chính là người duy nhất trong cả cuộc thi từng cho học viên của mình không điểm vì không thấy sự tiến bộ và cũng là người cho có ít nhất trong cả 4 giám khảo. Đầu năm 2014, Trần Dịch Tấn đã được trường cũ của mình là trường đại học Kingston ở Anh trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về âm nhạc. Năm 2017, Trần Dịch Tấn đã tham gia The Voice of China với vai trò một trong 4 huấn luyện viên. Năm 2018 thì anh một lần nữa đoạt được giải nam ca sĩ quốc ngữ xuất sắc nhất và album xuất sắc nhất của Golden Melody Award tại Đài Loan với album Sermon và chính thức đạt kỷ lục giải nam ca sĩ quốc ngữ xuất sắc nhất nhiều nhất.
khi các ngôi sao gạo cội dần vắng bóng trên làng nhạc thì lớp nghệ sĩ trẻ của Hồng Kông lại muốn chú tâm phát triển ở mảng quốc ngữ. Trần Dịch Tấn đã được nhắc tới như là kẻ đang cố chống đỡ nền âm nhạc Quảng Đông. Về sự nghiệp điện ảnh, bén duyên với con đường nghệ thuật thứ 7 từ năm 1997 thì Trần Dịch Tấn đã góp mặt trong gần 40 bộ phim và nhiều lần trở thành ứng cử viên cho các giải thưởng điện ảnh như Giải Kim Tượng vào năm 2000, Giải Kim Tử Kinh HK vào năm 2005 và Giải Kim Mã Đài Loan vào năm 2008. Với vai diễn trong Đế Quốc Kim Tiền của anh đã giúp đoạt được giải thưởng Nam Diễn Viên của năm khu vực Cảng Đài của Tencent. Giới chuyên môn đã đánh giá anh là người có khả năng diễn xuất, chỉ là vấn đề chọn kịch bản và đạo diễn chưa khắt khe lắm với bản thân. Trần Dịch Tấn cũng đã thừa nhận anh là một khán giả rất thích xem phim ảnh, tuy nhiên thì bản thân đối với môn nghệ thuật này vẫn chưa thể chuyên tâm cống hiến như âm nhạc được. Ngoài ra thì anh còn là người lồng tiếng cho Kung Fu Panda, Bản Tiếng Quảng và một số bộ phim truyền hình của TVB thời đầu. Về một số hoạt động khác, Trần Dịch Tấn còn làm từ thiện. Kể từ năm 2006 thì anh là đại sứ của tổ chức Oribis tại Hồng Kông và anh đã đến Ấn Độ, Tứ Xuyên, Trung Quốc thăm các trẻ em và những người cao tuổi bị suy giảm thị lực, nỗ lực hết mình gây quỹ cho Oribis. Trần Dịch Tấn cũng là người tham gia tích cực chiến dịch huy động vốn Hồng Kông và trở thành người góp vốn tương trợ các nạn nhân sát vào năm 2003 và khuyên góp tương trợ các nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2008. Ngày 2 tháng 5 năm 2008, anh là người rước đuốc cho Olympic Bắc Kinh ở khu vực Hồng Kông. Tháng 9 năm 2009, Trần Dịch Tấn đã vinh dự là người rước đuốc cho Thế vận hội Olympic vào năm 2010 và trở thành người Hoa duy nhất được rước đuốc trong cả hai kỳ Thế vận hội Olympic mùa hè và mùa đông. Trần Dịch Tấn cũng là một trong những phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông. Năm 2014, Trần Dịch Tấn đã nhận bằng tiến sĩ âm nhạc danh dự trường Đại học Kingston tại London, một ngôi trường cũ của mình. Tháng 9 năm 2014, anh cùng với bạn thân Tạ Đình Phong đã lập kỷ lục Guinness 3.000 người Hồng Kông cùng làm bánh trứng. Tháng 6 năm 2018 thì anh đã trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu FIFA World Cup ở Nga với vai trò là người đại diện của nhà tài trợ Budweiser. Anh cũng là người đại diện cho Queen, khu vực Hoa ngữ của hãng thể thao Adidas, và cũng là người Hoa làm đại diện liên tục lâu nhất của hãng này từ năm 2011 đến nay. Ngoài ra thì những ca khúc của anh đã thường xuyên được sử dụng làm các khúc chủ đề cho các đại hội thể thao, đại hội từ thiện, lễ kỷ niệm hoặc những hoạt động công ích khác. Về đời sống, bố của Trần Dịch Tấn là một quan chức cấp cao nên có cơ hội đưa anh tới Anh Quốc để du học. Trong khoảng thời gian 9 năm đi du học, thanh nhạc chỉ là một môn học ngoài giờ mà anh có hứng thú, nhưng anh cũng đã học đến cấp cao nhất là cấp 8 chỉ sau 4 năm. Năm 2003, cha của Trần Dịch Tấn, tổng kỹ sư ban xây dựng của Bộ Nhà đất Chính phủ Hồng Kông, đã bị Ủy ban độc lập chống tham nhũng điều tra về tình nghi có dính líu tới hối lộ. Đầu năm 2004 thì tìm ra được tội trạng của ông và ông đã bị tuyên án 6 năm tù lao và phải đóng phạt 2,6 triệu đô la Hồng Kông vì đã nhận hối lộ. Khoảng thời gian này thì Trần Dịch Tấn đã gặp phải cú sốc rất lớn, thêm vào đó là việc hợp đồng nghệ sĩ với công ty quản lý SGG cũng đã đến thời hạn khiến tâm lý càng bi quan. Tự hào anh là người đã giúp đỡ anh rất nhiều để bước qua giai đoạn này. Sau khi đề ra kế hoạch giải phóng kiểm soát thì Trần Cửu Đại đã được giảm tội năm 2008, nhưng cùng năm thì bệnh ung thư gan của ông một ngày nghiêm trọng. Trần Dịch Tấn và anh trai đã đi xét nghiệm để hiến gan cứu cha. Cuối cùng thì Trần Dịch Tấn đã quyết định chuyển hướng cho điều trị trung y do Viện Y Dược Trung ương Bắc Kinh điều dưỡng. Sau đó thì may mắn đã phẫu thuật ghép gan của anh trai thành công. Tất cả kinh phí đều do Trần Dịch Tấn trang trải. Trần Dịch Tấn trong giới giải trí không chỉ được biết tới là một người chồng thương vợ con, cũng là một người con có hiếu nổi danh. Năm 2008, Trần Dịch Tấn đã kết hôn với Từ Hào Oanh sau thời gian hẹn hò 10 năm. Anh có con gái là Trần Khang Đề, ra đời vào ngày 4 tháng 10 năm 2004. Tên của cô bé là do người bạn thân của anh, soạn giả nổi tiếng Huỳnh Vĩ Văn đặt.
Tuy không biết uống rượu nhưng Trần Dịch Tấn lại hay hút thuốc khi thu âm. Anh đã bỏ hút thuốc sau khi cô con gái chào đời. Anh nói rằng anh làm thế là vì cô con gái của mình và cũng muốn tốt cho cổ họng của anh. Một nguyên nhân khác là khi xưa Trương Quốc Vinh cũng đã từng khuyên anh bỏ thuốc. Tuy nhiên, đến năm 2007, trong một buổi hòa nhạc của mình thì anh đã thừa nhận bản thân đã hút thuốc trở lại vì đang gặp phải những áp lực phiền não. Anh là anh cả của phong cách cổ quái, lập dị, phá cách và hài hước của giới Hoa ngữ, là một người thích nói nhiều và luôn sống rất chân thành và hoài cổ. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đã cho rằng việc quan niệm thẩm mỹ âm nhạc của anh đi trước thời đại là nguyên nhân khiến ngày mới ra âm nhạc của anh còn chưa được phổ biến và rất nhiều tác phẩm hay phải đến rất lâu mới được thịnh hành. Đây cũng là điểm đáng lo ngại bởi sẽ rất dễ làm cho anh bế tắc, không biết phải làm gì để sáng tạo cái mới ở trong âm nhạc của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.